Oppo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Hãy đến với những hình ảnh trong buổi tập luyện ca hát của biệt đội Tí Hon. Con sẽ cố gắng hơn mà. Tuần này thì con sẽ hát bài Lòng Mẹ. Trong quá trình tập luyện bài hát này thì cũng có một vài khó khăn, như là con hát chưa có rõ. Lòng mẹ bao la. Bài này đừng có hát dân ca, mẹ không có hát. Mẹ. Ngày đêm sống tối vui cùng con nhỏ. Giọng nam giọng bắc tùm lum nha con. Người tối dù trời mưa gió là con hát giọng nam, con xử lý bài này giọng nam. Dạ, giọng mấy chữ của mỗi giọng bắc cho chi vậy? Con sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt phần thi của mình và sẽ cố gắng để được điểm cao cho đội. Tuyệt vời. Ủa Mai Anh ơi, tại sao con lại chọn cái khúc Lòng Mẹ để thể hiện ngày hôm nay? Dạ, dòng trước á thì con chọn bài Cô Gái Mở Đường theo dòng nhạc Trường Chiến. Hôm nay con muốn bứt phá mình hơn với thể loại nhạc dân ca nói về mẹ. À. Và chắc chắn là ca khúc này thì con dành tặng cho mẹ ngày hôm nay rồi đúng không? Rồi, bây giờ này con hãy lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo nha. Xin mời chị Cẩm Ly ạ. Một bài hát mở màn rất là ý nghĩa. Bài hát này đã rất là được nhiều những ca sĩ như là bậc cha chú của mình đã hát. Và cái bài hát này thực sự là nó nói về cái tình cảm mà cái độ sâu nó cần phải rất là nhiều. Phải hiểu hết thì mới có thể diễn tả được cái bài hát này. Và hôm nay con hát
Thì dĩ nhiên mình ở cái lứa tuổi của mình thì mình hát theo sự cảm nhận của con khi là một đứa bé. Cho nên là dĩ nhiên là con sẽ không thể mượt mà như là những cái cô chú khác. Nhưng con hát với tinh thần mà của ở lứa tuổi của con. Thì những cái lúc mà con lên cao, những cái giọng mà con bung ra rất là đầy đặn và rất tốt. Cô rất là ấn tượng con với từng câu hát khi mà ở hai chữ cuối cùng xuống rất là tình cảm, chẳng hạn như là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Nó tình cảm, hai cái chữ cuối của con nó rất là tình cảm và nó rất là mềm. Thì cô cảm nhận được. Và khi con hát thì con biểu cảm vừa đủ và thấy cái độ sâu. Cho nên là cô nghĩ tiết mục mở màn gì là quá hoàn hảo. Cảm ơn cô. Giám khảo Thanh Bạch thì như thế nào ạ? Bài hát này khi nhạc sĩ Y Vân sáng tác là chính là tình cảm yêu thương của nhạc sĩ dành cho người mẹ đã quan tâm chăm sóc đối với bất kỳ người con nào. Và bài hát này trở thành tình cảm chung của những người con đối với cha mẹ và đặc biệt là người mẹ thương yêu. Mình nghe nhiều, mình tưởng nó dễ, nhưng thật ra bài hát này cái quãng rất là rộng. Và nếu mình không đủ kỹ thuật á thì mình hát cái phía dưới mà cho nó sáng thì phía trên lên không nổi. Mà ở phía trên mà cho nó đủ á thì phía dưới nó lại bị mờ quá đi. Mà lứa tuổi của con mà hát được bài này cho nó tròn như vậy không phải là ai cỡ tuổi của con cũng có thể làm được. Và con đã làm được điều đó, chúc mừng con. Cảm ơn hai lời nhận xét của giám khảo Cẩm Ly và giám khảo Thanh Bạch. Và ngay bây giờ thì là chú John Huy Trần. Nhưng mà nó nghe nè, khoan nè, bài này thì có hiểu không? Có hiểu có, cái có. Này hiểu hả? Lúc trước thì không hiểu lắm, nhưng mà chú John Huy thì thu hút về cái cảm xúc của con. Lần sau đó chừng nào hỏi con cái ý nghĩa trong cái bài này và con nói và cô Cẩm Ly cũng nói thì chú Huy thấy là mình hiểu. Mình hiểu vậy. Vậy chú hiểu rồi phải không? Vậy chú cho điểm trước đi. Dạ. Chú cho điểm trước đi chú Huy. Chú làm nhiệm vụ trước đi rồi chú nói. 7,5 điểm. Thì mình thấy một cái phần hát như vậy rất là xứng đáng điểm cao như vậy. Thì mỗi lần mà chú Huy nói cái điểm đúng cao rồi. Là phải căng đầu óc rồi mà suy nghĩ cái điểm cao đó. Cái định nghĩa cao của chú Huy nó khác mình đó. Phải không? Thì so với 5 điểm thì 7 điểm rưỡi cao quá còn gì nữa. Vì lúc con hát đó, con hát con có hồn. Và cái phần con thể hiện cái bài trên cái gương mặt rất là đầy cảm xúc. Cái áo mắt lúc con hát nó cũng có một cái câu chuyện riêng rất hay. Thầy cho Huy cảm được hết đó. Nhưng mà cho thì 7 điểm rưỡi là cao nhất rồi đó nha con. Số điểm 7,5 đầu tiên. Và bây giờ con hãy đến với số điểm của giám khảo Cẩm Ly. Cô thì cô khác với chú Huy. Tại vì con thi hát cho nên là cô cảm thấy cái giọng hát của con hôm nay là rất là tròn trịa bài hát. Về cái phần mà diễn xuất mà nội tâm là con cũng có luôn. Coi như là con hoàn thành tốt bài hát. Cho nên điểm của cô khác với chú Huy. Cao. Nó cao đó con. Cao nè. 2, 3, 8,5. Khi con hát thử nghiệm một cái mới thì con đã có sự dũng cảm. Và trong nghệ thuật thì cần sự dũng cảm mình ra ngoài vòng an toàn. Tuy nhiên cái dòng nhạc này không phải là cái sở trường của con. Cho nên cần phải đạt đến độ chính thì con cần phải có thời gian thử nghiệm nhiều hơn. Và để động viên tinh thần không như chú John Huy, chú cho cộng thêm con 0,5. Và đó là 8 điểm. Bây giờ con nhìn trên màn hình nha, sẽ là tổng điểm trung bình của con. Và tổng điểm trung bình của Mai Anh là 8 điểm. Và bây giờ con hãy chạy ngay vào vòng chờ với đội trưởng của mình. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.